Bảy nốt ruồi quý hơn vàng trên cơ thể. Ai có được tiền bạc đầy nhà, hưởng bảy đời không hết của cải. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn trực thuộc công ty Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia về nhân tướng học thì nốt ruồi là một dấu hiệu rất đặc biệt xuất hiện trên cơ thể con người. Thông qua việc quan sát đặc điểm của nốt ruồi và vị trí của nó, chúng ta có thể đoán được tương lai, vận mệnh cũng như là con đường công danh sự nghiệp thông qua những dấu hiệu này. Có những dấu hiệu nốt ruồi là điềm báo chủ nhân sẽ gặp giàu sang phú quý, có nhiều cơ hội trong tương lai và được thần tài chiếu cố, nồng hậu, cầu được ước thấy. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ với quý vị những nốt ruồi quý hơn vàng này. Mời quý vị lắng nghe và cùng tìm hiểu xem mình và người thân có sở hữu được những nốt ruồi quý hơn vàng này hay không, cũng như những tác động của nốt ruồi đến vận số của con người. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây, cùng khám phá những nốt ruồi đem lại tài vận tươi tốt cho chủ nhân. Có những nốt ruồi chỉ đem lại xui xẻo, cũng có những nốt ruồi tố cáo bản tính đào hoa, nhưng thật ra lại còn có cả những nốt ruồi báo hiệu tài vận của chủ nhân vô cùng tươi tốt. Đó chính là 8 dạng nốt ruồi sau. Thứ nhất, nốt ruồi kim quỹ ở hõm nách. Nốt ruồi nào mọc ở khu vực hõm nách nhưng hơi lệch về phía đôi bầu ngực được gọi là nốt ruồi kim quỹ. Kim quỹ ở đây cũng chính là tiền bạc tài vận. Trước đây, ở các tiệm cầm đồ hoặc trong các gia đình quyền quý, người ta thường hay cất giữ tiền vào chiếc túi vải nhét vào nách cho kín đáo và đỡ bị trộm cắp. Ngày nay người ta ví rằng có nốt ruồi ở nách cũng chẳng khác nào bạn đang kẹp một chiếc ví đầy cứng trong người. Người nào có nốt ruồi ở vị trí này đa phần sinh trưởng trong gia đình giàu có, khi trưởng thành được sống sung sướng, không mấy khi phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Thứ hai, nốt ruồi ở bắp tay trước. Người nào có nốt ruồi mọc ở bắp tay trước càng gần với vị trí khuỷu tay thì lại càng giàu có, tài vận hanh thông. Họ rất có duyên với tiền bạc, hay được lộc trời ban, thường xuyên vớ được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Một điểm cộng tuyệt vời cho những cá nhân có nốt ruồi mọc ở vị trí này là ở độ tuổi trung niên hoặc vãng niên, họ sẽ khá nổi tiếng, đức cao, vọng trọng. Thứ ba, nốt ruồi mọc ở bụng. Người xưa quan niệm ai có nốt ruồi mọc ở vị trí bên dưới rốn khoảng hai đốt ngón tay thì chắc chắn người ấy cả đời không phải lo lắng về tài chính, kinh tế và cả ẩm thực. Vì vùng bụng dưới này tượng trưng cho việc ăn uống no đủ, kinh tế dư giả, gia đình sung túc. Nhiều người còn cho rằng nốt ruồi ở càng nơi kín đáo không dễ bị người khác nhìn thấy thì càng tốt, hay đem lại may mắn. Hãy cúi xuống nhìn thật kỹ bụng dưới của mình bạn nhé. Nếu sở hữu một mụn ruồi ở đúng vị trí đó thì xin được chúc mừng. Nốt ruồi ở vị trí cắt rốn hai đốt ngón tay đã tốt, nhưng nếu mọc ở ngay rốn thì tài vận lộc lá còn dồi dào bội phần. Đa phần có người nốt ruồi mọc ở ngay trong rốn sẽ được ăn sung mặc sướng suốt cả một cuộc đời, sống trong nhung lụa và chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện tiền nong. 4. Nốt ruồi ở cằm. Nhiều nhà nhân tướng học cho rằng khu vực cằm không phải là vị trí đắc địa cho những nốt ruồi, nhất là trên gương mặt phụ nữ. Nhưng thực ra kinh nghiệm thực tế đúc kết cho thấy rất nhiều cô gái quý bà có nốt ruồi mọc ở ngay giữa cằm bao giờ cũng có cuộc sống ấm no, giàu có. Một lưu ý nhỏ rằng những người phụ nữ đó phải có làn da đẹp, mịn màng, nốt ruồi không quá to, không phải bớt, không mọc lông. Nếu hội tụ đủ những đặc điểm này thì cả đời người phụ nữ ấy sẽ rất may mắn về con đường điền sản, kinh doanh bất động sản vô cùng phù hợp và được lộc. Thứ năm, nốt ruồi ở trước cổ. Nếu cô gái nào có nốt ruồi ở trước cổ, ở đúng phía bên phải thì cả đời không phải lo kiếm tiền, tiền cứ tiêu hết lại có, không những có mà còn ập đến rất nhiều và liên tục như chiếc ví thạch xanh vậy. Nhưng đừng bao giờ chỉ bo bo giữ của, tiêu hết số tiền hay tích lũy chỉ riêng cho bản thân mình. Các cụ có câu lập bất tận hưởng, càng biết chia sẻ bao nhiêu thì nguồn tài chính của bạn sẽ càng dồi dào, phát triển mạnh mẽ bấy nhiêu. Xin được nhắc nhở rằng, nếu nốt ruồi ở trước cổ nhưng mọc chết về phía bên tay trái thì lại là nốt ruồi xui xẻo chứ không đem lại may mắn về tiền tài cho chủ nhân đâu. Thứ sáu, nốt ruồi ở khóe môi. Nhiều người cho rằng nốt ruồi ở môi thì ăn trôi cả nhà.
Nhưng thực tế, nếu bạn lấy được một cô gái có nốt ruồi đúng ở vị trí khóe môi thì không còn gì tuyệt vời bằng, bởi lẽ đó là những người trời sinh ra đã được hưởng phúc. Ngay cả khi sinh ra trong gia đình bần hàn đi chăng nữa thì sau này nhờ nỗ lực của bản thân, họ cũng sẽ tạo dựng được nền tảng kinh tế vững vàng, cuộc sống gia đình no đủ. Cái duyên với tiền nong và ẩm thực của họ sẽ không bao giờ mất đi mà sẽ nhân lên dần theo năm tháng. Về với đội của những người có nốt ruồi ở khóe môi sẽ là lựa chọn đúng đắn. 7. Nốt ruồi ở tai. Ai có nốt ruồi mọc ở tai thì cả đời sung sướng khỏe mạnh, không lo chuyện bệnh tật ốm đau. Hơn nữa, đa phần những người mọc nốt ruồi ở tai đều có gia cảnh khấm khá, đời sống vật chất hơn người. Với đàn ông, sở hữu nốt ruồi ở tai thì phần lớn đều là người giàu có, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và người bạn đời. Anh ta sẽ luôn sống trong cảnh xa hoa giàu có, xứng với danh xưng đại gia. Với cô gái có nốt ruồi mọc ở tai thì xin được chúc mừng, họ sẽ là mục tiêu săn đuổi của cánh đàn ông. Vì họ là người thuộc tuyết vượng phù ích tử, ai lấy được đều sẽ phất lên nhanh chóng. Người vợ có tướng mạo như vậy, khéo léo đảm đang, vừa giỏi quán xuyến việc nhà, lại nhanh nhẹn phụ giúp chồng trong kinh doanh. 5. Nốt ruồi may mắn báo hiệu tương lai giàu sang, cả đời sung túc. Theo nhân tướng học, có nốt ruồi tốt ở 5 vị trí này, người sở hữu cuộc sống thì gặp nhiều may mắn, cả đời không mấy khi phải lo nghĩ đến tiền bạc. Nốt ruồi ở lông mày. Theo nhân tướng học, nốt ruồi trên lông mày được ví như là hạt ngọc nằm trên cỏ. Theo đó, những người may mắn sở hữu nốt ruồi trên lông mày thường gặp được nhiều may mắn, cuộc sống giàu sang phú quý, phụ nữ thì vượng phù ích tử. Người này sống có tham vọng và có khả năng lãnh đạo, họ nhận được sự nể phục từ những người xung quanh, là người dễ đạt được địa vị chức tước. Nếu nốt ruồi ở chính giữa lông mày, người sở hữu thông minh, tài trí hơn người, tài lộc dồi dào, vinh hoa phú quý. Phụ nữ có nốt ruồi ở khu vực giữa lông mày và mắt, cung điền trạch, là người ngay thẳng đa tài, được nhiều người giúp đỡ và hôn nhân viên mãn. Nốt ruồi ở đuôi mắt. Khoảng trống từ đuôi mắt đến mép tóc được gọi là gian môn. Theo nhân tướng học, những người có nốt ruồi ở khu vực này thường cuộc sống xa hoa và là người thu hút được sự chú ý của nhiều người khác. Những người này đào hoa rất vượng, song chính điều này nhắc nhở người sở hữu cần cẩn trọng trong hôn nhân, tránh tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện. Nếu nốt ruồi này có hình dáng đẹp, màu đen bóng thì người sở hữu rất khéo ăn nói và giỏi giao tiếp, nên tận dụng lợi thế này để phát triển sự nghiệp. Nốt ruồi ở thái dương. Trên khuôn mặt, thái dương là nơi đại diện cho sự di chuyển. Người sở hữu nốt ruồi tốt, đen và sáng bóng ở huyệt thái dương thì càng đi xa làm ăn thì dễ càng phát triển sự nghiệp. Họ là những người đi đến đâu cũng gặp được quý nhân, dẫu gặp trắc trở thì cũng luôn có người sẵn sàng giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Nốt ruồi ở dái tai. Theo nhân tướng học, dái tai được xem là vị trí tiền bạc may mắn. Theo đó, người nào sở hữu tốt nốt ruồi ở vị trí này thì cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn. Những người có nốt ruồi ở dái tai thường sở hữu tính cách nhẹ nhàng, từ tốn, họ sống thọ và cuộc sống chẳng mấy khi phải lo nghĩ đến tiền, hậu vận, hưởng sự an nhàn bên con cháu. Nốt ruồi ở dưới cằm. Cần được xem là khu vực tượng trưng cho tài lộc, gọi là địa cách. Trong nhân tướng học, cằm còn là khu vực đại diện cho cung điền trạch, chỉ phần lộc về điền sản, đất đai. Theo đó, người có nốt ruồi ở bên dưới cằm chính là biểu hiện của sự giàu có. Người này thường có nhiều bất động sản, đặc biệt phụ nữ có nốt ruồi dưới cằm trái được cho là có cuộc sống giàu sang, vinh hoa, phú quý. Họ không chỉ tạo dựng được tài sản cho bản thân mình mà còn giúp chồng, con làm nên sự nghiệp. Người có nốt ruồi mọc trên đầu mũi thường có tài vận không khởi sắc. Bạn sẵn sàng vung tiền để sắm những thứ đắt đỏ nhưng vô giá trị. Nốt ruồi trên đầu mũi. Những người có nốt ruồi mọc trên đầu mũi thường là người không có khả năng giữ tiền. Thu nhập dù có cao nhưng bạn vẫn không biết cách sử dụng đồng tiền cho hợp lý. Chỉ cần bị tác động của môi trường bên ngoài, bạn sẵn sàng vung tiền tiêu xài tẹt ga. Nói cách khác, bạn là người không biết tính toán trong chi tiêu, thậm chí mua về những thứ đắt đỏ nhưng ít có giá trị sử dụng. Nốt ruồi mọc trên đầu mũi còn là dấu hiệu cảnh báo hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt là dạ dày có vấn đề. Riêng nam giới thì thường dốc sạch tiền bạc vào tử sắc. Nốt ruồi trên cánh mũi.
Nốt ruồi mọc trên cánh mũi trái của người đàn ông và cánh mũi phải của người phụ nữ là dấu hiệu cho thấy bạn không biết tích trữ, tiết kiệm tiền bạc, năng lực đầu tư lẫn khả năng bươn trải đều có thêm thu nhập, cũng rất kém cỏi. Với bạn, ổn định, tăng trưởng dần đều là thượng sách. Nếu quá nôn nóng, e rằng sẽ tán ra bại sản. Những người có nốt ruồi trên cánh mũi thường to gan, bạo dạn, thích hành sự theo trực giác cá nhân. Về mặt sức khỏe, bạn dễ mắc chứng dị ứng khí quản và bị cảm lạnh vì trúng gió. Ngoài nốt ruồi trên mũi, nốt ruồi mọc ở những vị trí khác trên gương mặt cũng có thể là dấu hiệu dự báo quý, tiện, bần, phú lẫn tính cách của mỗi người. Nốt ruồi dưới mép. Nốt ruồi mọc dưới mép trái của phụ nữ và mép của đàn ông thì thường được gọi là đa khẩu trí. Bạn dễ phạm khẩu thiệt thị phi và thích hóng hớt lời ra tiếng vào bàn tán chuyện người khác. Những người như bạn thì không biết sự bí mật và thường đắc tội với mọi người khi trò chuyện. Bạn không có nhiều bạn bè, dù có cũng là những người thích ngồi lê đôi mách, thích buôn dưa lê. Tuy hay nói nhưng trên thực tế bạn là người dễ cảm thấy cô đơn. Trong công việc, người như bạn dễ gặp trục trặc bất ngờ. Vì có tài biện luận, bạn phù hợp với những công việc đòi hỏi biết ăn nói như là marketing và diễn thuyết. Nhưng mặt khác, chính lời ăn tiếng nói cũng khiến bạn phải chịu tổn thất. Xem bói nốt ruồi ở cổ là điềm tốt hay xấu? Một trong những cách xem bói đoán số phận và xem tướng được nhiều người sử dụng đó là bói nốt ruồi. Nốt ruồi có rất nhiều ở những vị trí khác nhau trên cơ thể con người, trong đó có không ít người có nốt ruồi ở cổ. Vậy, xem bói nốt ruồi ở cổ là điềm tốt hay xấu? Có thể tham khảo những cách bói nốt ruồi nằm trên cổ để có thêm những hiểu biết về tướng số khi nốt ruồi nằm ở cổ. Một, nốt ruồi nằm ở vị trí chính giữa cổ. Nhân tướng học coi, những nốt ruồi nằm ở chính cổ là nốt ruồi phú quý và mang lại nhiều tài lộc. Những người có nốt ruồi ở cổ là những người có quý nhân phù trợ, được giúp đỡ và gặt hái được thành công trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Thứ hai, vị trí nốt ruồi nằm ở phía trái cổ. Những người có nốt ruồi ở phía trái cổ là những người nặng tình nghĩa, tình cảm phong phú. Tuy nhiên, do khá yếu mềm nên đường tình duyên cũng khá lận đận. Do vậy, trong tình yêu thì hay rơi vào thế bị động và hay bị tổn thương. Ngược lại, trong học hành và sự nghiệp luôn thuận lợi, lập gia đình là trụ cột kinh tế vững chắc, là chỗ dựa an toàn cho đối phương. Nốt ruồi ở bên phải của cổ. Những bạn có nốt ruồi ở vị trí này là những người có cá tính mạnh mẽ, năng động, luôn thích tự do và du lịch. Trong học tập và sự nghiệp có thể đạt được những thành tích tốt. Một trong những điều cần chú ý là họ là những người không biết cách chi tiêu, quản lý tiền bạc nên cuộc sống vừa đủ. Tuy nhiên, họ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và yên bình. Nốt ruồi ở vị trí ngay trên yết hầu. Những người có nốt ruồi ở yết hầu và những vị trí lân cận gần hai vai là những người có số phận tương đối khó khăn. Họ cũng không biết quản lý tiền bạc nhưng lại bị tiểu nhân hãm hại nên cuộc sống không được khá giả. Những người có nốt ruồi này cũng là những người có số đào hoa, rất dễ làm tổn thương mình và làm tổn thương người khác. Người có nốt ruồi ở phía sau cổ. Với vị trí sau cổ là những người tính thẳng thắn và chân thành, tuy nhiên họ hơi lười biếng chuyện nhà và học tập. Họ có cuộc sống khá yên bình và không trải qua nhiều sóng gió. Vị trí nốt ruồi ở chính giữa gáy. Với việc xem bói nốt ruồi cho những người có nốt ruồi ở chính giữa gáy là người thường gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Họ là những người hay tin người khác nên dễ bị lợi dụng để lấy tiền và tình cảm. Trên đây là những vị trí nốt ruồi ở cổ để xem bói nốt ruồi, đoán số phận và tính cách của người. Bạn đọc có thể tìm hiểu những cách xem bói nốt ruồi ở cổ, thấy được tính cách của từng người khi tìm hiểu về ý nghĩa của nốt ruồi. Bốn nốt ruồi của phụ nữ có tướng vượng phu ích tử, vợ có cả nhà thơm lây. Sở hữu bốn nốt ruồi ở vị trí này, người phụ nữ không chỉ có số phú quý giàu sang mà còn lan tỏa phúc khí tới người thân trong gia đình, giúp chồng làm nên nghiệp lớn, con thì sớm thành công. Vượng phu ích tử là mang tới phúc khí cho chồng con. Người có tướng vượng phu ích tử sinh con khỏe mạnh, dễ làm rạng rỡ gia môn. Theo quan niệm của nhân tướng học, nốt ruồi vượng phu ích tử là những nốt ruồi trên cơ thể người phụ nữ mang vận mạng tốt, đặc biệt vượng sau khi lập gia đình. Thứ nhất, nốt ruồi trên lông mày trái, chủ tài vượng phu. Nốt ruồi mọc ở vị trí lông mày bên trái được cho là nét quý đối với người sở hữu. Theo nhân tướng học, những người này thường sinh ra đã mang theo sự may mắn phú quý.
Phụ nữ may mắn sở hữu nốt ruồi này không những cuộc sống gặp nhiều quý nhân mà bản thân còn là quý nhân mang tới sự phú quý cho chồng con, hậu phương vững chắc giúp chồng con làm nên nghiệp lớn. Nốt ruồi này nếu trơn bóng rõ nét thì người sở hữu có số an nhàn, cả đời sống sung túc, tuổi già vui vầy bên con cháu. Nếu nốt ruồi này ẩn trong lông mày, người đó rất tinh thông, am hiểu nhiều lĩnh vực. Thứ hai, nốt ruồi trên tai phải, vận bang phù. Theo nhân tướng học, nốt ruồi mọc trên tai phải là một trong những nét quý tướng trời cho. Người may mắn sở hữu nốt ruồi tại vị trí này, trời sinh ra đã thông minh, giỏi giang hơn người. Họ sớm thể hiện được sự xuất sắc của mình, luôn là niềm tự hào của gia đình. Nhìn chung, các nốt ruồi mọc tại những vị trí khuất thường là nốt ruồi tốt, đem lại sự thịnh vượng. Trong đó, nốt ruồi mọc trên tai phải được coi là tốt hơn so với bên tai trái. Những người này mang vận bang phù, có khả năng hậu thuẫn đặc biệt tốt đối với công danh sự nghiệp của chồng. Có thể nói không ngoa rằng, cưới được người phụ nữ này, đàn ông như lấy được báu vật trời ban, từ trắng tay có thể làm nên cơ nghiệp. Thứ ba, nốt ruồi trên cánh mũi, kim quỹ thủ tài. Đây được coi là một trong những nét tướng vượng phù ích tử điển hình. Cánh mũi được gọi là kim quỹ, lam đài, được ví như kim thố bảo hiểm mang ý nghĩa về khả năng biết chi tiêu và giữ tiền của người sở hữu. Theo quan điểm của nhân tướng học, phụ nữ may mắn sở hữu nét tướng này không những giỏi việc cơ quan mà còn khéo vun vén cho gia đình, là người có số tạo ra của cải lớn. Nếu ruồi càng to, rõ nét và sáng thì người chồng càng nhận được sự hậu thuẫn nhiều từ vợ, dễ làm nên nghiệp lớn. Thứ tư, nốt ruồi ở cằm trái, vinh hoa, phú quý. Trong nhân tướng học, cằm được xem là vị trí của tài phúc, gọi là địa cát, tượng trưng cho yếu tố nhà cửa, đất đai. Theo đó, người phụ nữ sở hữu nốt ruồi mọc ở cằm trái, trời sinh mang số giàu sang phú quý, không khi nào phải lo lắng chuyện tiền nong. Những người này thường tự thân tạo dựng nên sự nghiệp cho mình. Họ là người phụ nữ thành công, không những vậy còn lan tỏa phúc khí cho những người thân trong gia đình. Có thể nói họ là hậu phương vững chắc để chồng có thể bước đến thành công, là người chắp cánh cho những bước đột phá của con cái sau này. Nhìn chung, người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này may mắn hơn người. Một người có cả gia đình thơm lây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích về những nốt ruồi quý hơn vàng trên cơ thể. Các bạn có những nốt ruồi như phân tích ở trên hay không? Hãy cùng comment xuống ô bình luận dưới video để chia sẻ quan điểm và mong muốn của mình nhé! Hãy đăng ký kênh để theo dõi kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, dịch học, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.